bao dung sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm phần ý nghĩa. Mỗi người chúng ta sinh ra trên cõi đời này sẽ có tính cách, tư duy và quan niệm khác nhau. Nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại thường yêu cầu hay bắt buộc người khác phải nghe theo mình, làm theo ý muốn của mình, mà không biết rằng điều đó có nghĩa là ta đang vô tình làm điều trái khuấy, phá vỡ quy luật của tự nhiên. Và bất cứ thứ gì đi ngược với tự nhiên hay đi ngược với quy luật của vũ trụ đều sẽ bị đào thải theo một cách nào đó. Thế nên, bao dung cảm thông là món quà ban tặng cho nhau, còn đòi hỏi chính là con dao sắc bén gây ra đau khổ và tổn thương cho nhau. Khi bạn có thể bao dung cho người khác, thì người khác cũng sẽ bao dung với bạn và sẽ khiến cho các mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Còn bạn cứ đòi hỏi người khác những điều quá đáng, thì người khác sẽ không thể bao dung tha thứ cho bạn được. Lòng bao dung sẽ giúp bạn dễ dàng loại bỏ đi những chướng ngại vật trong tâm hồn và trước mắt mình để cuộc sống luôn rộng mở, trải đầy hoa hồng, bằng phẳng và luôn tươi hồng. Khi bạn biết bỏ qua những điều vặt vãnh, những ghen tị không đáng có trong lòng, thì tâm hồn bạn sẽ trở nên nhẹ nhõm, an nhiên, thoải mái và cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời. Chúng ta đều biết, con người trong xã hội là nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo cả, nên sẽ có lúc chúng ta mắc phải sai lầm. Những lúc như thế, lòng bao dung sẽ là chiếc chìa khóa giúp tháo mở được tất cả những rắc rối để hàn gắn lại một mối quan hệ. Có được lòng bao dung, con người ta sẽ dễ xích lại gần nhau hơn, sẽ trở nên gắn bó thân thiết với nhau hơn, đồng thời cũng sẽ biết tha thứ, chấp nhận và dung nạp lẫn nhau. Vì vậy, trong cuộc sống, thay vì cứ áp đặt người khác làm theo ý của mình, thì chúng ta nên tôn trọng và bao dung lẫn nhau, hỗ trợ nhau bằng tình thương và lòng trắc ẩn. Bởi vì khi ta bao dung tha thứ cho người khác, thực ra cũng chính là ta đang trải đường cho bản thân mình, để cảm nhận được cuộc sống này thật vui vẻ và đáng sống. Vậy nên, từ bây giờ, chúng ta hãy nên sống chậm lại một chút, để từ từ lắng nghe, thấu hiểu bản thân và những người xung quanh. Học cách khoan dung, tha thứ, cảm thông cho chính mình và mọi người, thì cuộc đời này sẽ trở nên tươi đẹp và ý nghĩa biết chừng nào.